không còn đám cưới gì đâu ba. Đi ra khỏi nhà tôi. Buông ra. Anh muốn ngủ với tôi không? Mà gu của em bây giờ lạ nhỉ. Quan hệ với cả đàn ông có vợ có con nữa. Như vậy chẳng phải anh giết vợ mình hay sao? Em gái tôi sống dở chết dở, cũng là trêu chẹo quá đó. Anh hèn đến vậy. Em có còn coi anh là chồng của em không? Đàn bà có chồng con rồi, đi ăn nằm với đàn ông khác bên ngoài. Mày có tận mắt chứng kiến hay không? Anh yêu em thương em được bao lâu nữa? Bao nhiêu thứ đã hứa bỗng dư thừa. Nếu em vẫn yêu dư thì tình yêu có đẹp đâu? Một mình em cũng giấc mộng. Nên giấc mơ vỡ tan tành.